Chào các bạn, sáng nay mình cũng lang thang trong những khu rừng nữa các bạn. Mình lang thang trong những khu rừng để tìm kiếm cái gì chưa biết các bạn. Gặp em mình đất em mà gặp mấy cái cây thì mình đào mấy cái cây. Ôi dồi, mình lang thang theo những con suối nước. Để mình ra mình tìm thử các bạn, gặp được cái gì không? Lang thang tìm kiếm. Ôi dồi, có mấy con em mình thấy nó uống nước ở trong đây mà nó bay ra. Nó bay ra ngoài đây. Mình đang đi tìm, chưa gặp nó các bạn. Để mình kiếm thử nó trốn ở đâu, nó núp cái lần nào các bạn. Chù, cây gì đây? Liên tô hú. Thôi, để mình coi thử nó núp cái lần nào. Dữ dối lắm, mà trốn kỹ lắm. Đang làm chó nữa các bạn. Chui cho rừng này, đấy, cho chui vô đây, nó nhung nhằng nhũng nhẵn, như cá dính lưới. Mà con em nó bay trên trời, còn mình thì đi dưới đất. Thôi rồi, mình tiêu đời đó. Mình cũng duỗi mình kiếm các bạn. Mình nghe thấy nó bay bay ra ngoài đây. Dây rừng dây thì chẳng chịt bạn thấy dây mưa dây cái điệu đây đó mình bấm mũi đi các bạn không xong tách mới quay ra rồi tiếp tục các bạn rừng mò tìm kiếm. Mình với nó đang chơi trò trốn tìm các bạn, nó trốn mình tìm, đang chép bài chơi trò trốn tìm, nó trốn các bạn. Còn mình thì kiếm nha. Những con ăn trốn kỹ, trời trò trốn kiếm. Hay chưa? Trốn ngoài nào? Ôi ô, núp lùm vui lắm các bạn. Nó nằm im ru. Ngó rào á, thấy rào là đứng chỗ nào cũng thấy các bạn. Chứ mà chưa tìm thấy nó hay. Chuột chà, không dở. Mày chơi trò trốn tìm gì tao? Tao sẽ cố gắng tìm mày. Ồ, trốn cổ nạp ta. Sao không dối đeo đây coi. Ngon. Cái dối ta đeo lung linh muốn lấy tao. Học đó mình kiếm được các bạn. Chú cho nó chơi trò trốn tìm đi tìm lâu lắm. Chụp sớm cho mình đi mối các bạn. Mà tìm chưa ra nó. Chưa này. Bây giờ ngầu nghỉ các bạn. Mở thôi. Nem giả đảo nước phế là mình đi kiếm rồi các bạn. Ôi trời, trốn kỹ quá. Rừng các bạn đang dây à. Chân chịt như lưới. Đây là một cây cây dúi các bạn. Anh em kêu là hoàng anh mọc à. Một cây dúi hay còn gọi là cây hoàng anh mọc. Nó bị bớ lũa. Trời, bớ lũa dữ lên các bạn. Gửi quá. Này, đây có cái con nữa này. Hả? Nó mọc để loạn xả ra. Thật, ngươi xíu mình đi nè các bạn. Mình đã tìm được gặp nó các bạn. Đây, mà tối hôm nay nó mới về làm tổ các bạn. Đây, mẹ không. Đây là một bài ăn mẹ các bạn. Không có gì trong đâu. Nó chưa xây thành tổ mà. Thật, mình đi các bạn. Kiếm cái khác, bả mình một buổi, tới nơi, ổ ăn mới làm tổ, xuống chưa, chu nó đi làm, các bạn thấy nó bay này, đây, thấy nào, nó đi làm như hỏi các bạn, nó chạy về nó nhảy múa lung tung, bạn thấy nó nhảy múa không, hai cái cánh nó,
nó vũ lia vũ lịa ấy, nó tha nhị hoa rồi nó tha các kiểu gì. Ô, chú nó nhảy nó mua cả tha. Mình đi các bạn kiếm cái khác. Đây các bạn, mình đi lang thang mình gặp nhiều cái cây này các bạn, nó dính kinh điển không đấy. Lên tới đây dính lại hay chưa, cục hoàng rồi chú cái góc này mày thôi 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 bỏ nhảy các bạn, mất cái cây thấy sợ quá. Đây nói chú cái góc một ôm các bạn, hai người ôm chứ không ôm. Ồ, cái gì ta, à đây cây sò đo biết đâu. Đây có một con suối nữa. Chú vẫn đang lang thang các bạn. Đi mảng buổi mà gặp tôi ông nó mới gì à? Xuống chưa? Cuộc đời rừng núi nó vậy các bạn. Lúc rủi lúc mây, lúc tật lúc tốn. Thành có nhiều cái bất ngờ không bao giờ biết trước được các bạn. Đi rừng hay lắm, có nhiều cái mình không ngờ được đâu. Anh em gì cũng đào cái lỗ này. Không, mình lang thang rong ruổi kiếm thôi. Có cái gì trong đây không? Chụp vô đây con suối nhỏ. Thấy chưa? Nhiều suối, nhiều khe, nhiều rãnh, nhiều rớt. Lang quảng là như bắt quái trận các bạn. Lạc con rừng như bắt quái trận nha. Thôi để mình đi tiếp tục đó. Mình đã tìm tới một cái bến nước khác các bạn. Rồi chỗ đây không thấy gì, bờ yên bến lặng các bạn, không có gì cả, không có một con ăn nào tới uống nước. Để mình đi các bạn, mình đi tìm chỗ khác tiếp tục. Thư mày có cái không, có cái con ăn nào nó uống nước không, hay ăn ngon mình theo dõi nó các bạn. Bây giờ mình tiếp tục đi nữa. Mình đã tìm thấy được tổ em rồi các bạn. Cái tổ này nó bự. Nó khủng hoảng các bạn. Không biết được mật nhiều ít. Mà cái tổ khủng hoảng quá. Bị đi đâu? Bị đi đâu? Không tao không tập cái đầu mày. Cái tổ ong các bạn, nó dài ấy, khoảng một mét mấy. Mấy con em nó đi làm lon xả. Vô chôm nó cục mật nhỉ hả? Mình làm một khối các bạn. Vô chôm nó cục mật nhỉ. Thấp đổ đất xương ạ. Cái mùa xuân đây là tổ em chuyên mồm nó nấp lùm các bạn. Chuyên tờ nấp lùm. Qua cái mùa thu là nó đấm trống lắm. Cái tổ này bự. Khủng hoảng chà bá. Đi xa xa, đi gần nó cái. Nó không đào cái nó ra các bạn. Thôi, để mình làm cái khối các bạn. Trốn vô lắm. Mình lại trong mắt, mình đã làm xong cái khối các bạn. Đây, cái đây gọn gàng. Ủa em thấp các bạn. Đấy, cái tật không bỏ này các bạn. Thấy không? Mặt con không biết, cũng chuẩn bị cái bì rồi đàng hoàng. Hiệp tối em làm khối chuẩn bị cái bì. Còn cái dao của mình, cái em nó rớt mất các bạn. Mình bón túi đi nó rớt mất rồi. Nên mình xài cái dao truyền thống của ông cha ta đỡ lại các bạn. Đấy, đây là cái dao truyền thống của ông cha đỡ lại này. Cái tét lên là nó mỏng mép là mình cái em các bạn. Sao, bây giờ mình vô chiến đấu. Cuộc chiến giữa người và ông. Bây giờ mình đang vô nó các bạn. Đây, chuẩn bị mình nhào vô. Thì, đây nó đây các bạn. Thì nó phải nhí ra, nó bỏ chạy các bạn. Nó chạy phải chạy luôn đâu nha. Nó chạy đảo nó chạy lại á. Nó chạy lại nó tìm mình á các bạn. Nó chạy luôn đâu. Chặt khôi.
khối vũ á. Đó mình cánh cái khối ra các bạn. Wow. Đây, tối mà các bạn. Khủng khiếp chưa? Thôi, để mình đuổi nó ra thôi các bạn. Trời. Khủng khiếp lắm các bạn. Trời, bỏ nhảy. Bông các bạn làm khối mình ra không kịp nó luôn. Đây cái mặt các bạn đứng dối, mình phải leo lên cây đứng dưới cái cũng được. Ở em đi già chưa cha cục mặt đây chắc ước lượng khoảng tầm gan dữ cái đôi dây tôi đuổi bên đây coi. Đây có tám dụng, có tám nữa toàn. Chà, bên đây ngon hơn. Đây, bên đây ngon hơn các bạn. Chút cho nó đông. Rồi, chuẩn bị đế con chúa này các bạn. Ôi, hôm nay chuẩn bị nó tách đàn. Không, mình không cho nó tách đàn đâu. Để nó ở các bạn. Không cho nó xảy chúa. Em mùa đây này đế chúa các bạn. Cái mặt đây cho của em khiếp, nó dài hơn 1 mét, chiều sâu xuống 1 mét. Chu cho quân nó bay ra vào đây loạn xả các bạn. Cái vụ đây ổn quá, nếu mình lên mình ấy nó các bạn, mình lên mình lấy mặt ai rồi mình ra ngoài mình chia sẻ anh em mình xem đẹp đỏ đây. Để mình tách mí mình lấy mật nó các bạn. Đây cái mật nó này các bạn. Chà, mình đo thứ nha. Một gian. Gian giữ gần 2 gian các bạn. Tụi em đây. Em bu lại dữ quá. Thôi mình kích mấy các bạn. Đây các bạn. Mình đã đem ra. Ui, có cái cây này coi chọt lũng bì nữa chứ. Để mình lấy ra thử đây. Thành quả mình được nhiều các bạn. Coi có phấn phét rồi gì mình gỡ luôn các bạn. Wow. Ngon. Cũng được các bạn. So, đây. 1 gian. Rồi hơn gan sử. Chết chà phấn hoa này các bạn. Cái này gỡ ra gan sử là xem xét. Đây. Đấy. Trời, ổ đây to. Dài cũng được rồi các bạn. Được nhiều, mừng nhiều. Trời, mới cùng em ấy. Nó thấy mình ấy. Nó bố nhí các bạn. Mày quá, tìm tó rầu cho mình nó. Nó có dở nhà nó chạy cho. Nó dở nhà nó chạy là thâu, 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 thâu. Đừng nói nữa. Mình khép luôn á. Đây. Nó mà tới nơi nó chạy mất thôi. Mình đứng khép cho làm gì các bạn. Đấy, mình được coi thứ ước lượng tầm nhiêu. Như 2 lít các bạn. Tầm cũng gần 2 lít rưỡi, 2 lít rưỡi. Rồi, vậy là quá mừng rồi. Để mình có cái thành phá mình vô ba lô các bạn. Mình đi kiếm thử có cái nào nữa không. Đấy, ngã đố nữa tao. Chú, mình đi các bạn. Không gặp gì nữa. Còn mấy giờ. Ui. 2 giờ các bạn, mình đang lang thang ra chỗ chiếc xe của mình. Ôi cha, đi rừng như mình không có nghĩ chua các bạn. Đây xe mình đây. Thôi chuyến đi rừng mình xin kết thúc ở đây các bạn.